Giá cà phê trong nước Thị trường cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm mạnh 4.000, 4.100 đồng 1 kg so với cùng thời điểm hôm qua, nằm trong khoảng 117.000, 118.100 Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 117.600 đồng 1 kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 118.100 đồng 1 kg. Cụ thể, Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Chư Prong là 117.800 đồng, ở Pleiku và La Krai cùng giá 117.700 đồng 1 kg. Tại tỉnh Con Tung ở mức giá 117.800 đồng 1 kg, tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 118.100 đồng 1 kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà cà phê được thu mua với giá 117.000 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 4 tháng 9, tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư Mờ Ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 117.900 đồng 1 kg, còn tại huyện Ea Hờ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 117.800 đồng 1 kg. Giá cà phê thế giới Kết thúc phiên giao dịch, Giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 4 tháng 9 năm 2024 lúc 4 giờ 30 phút tăng, mức tăng 4.234, 4.710 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 4.710 đô la Mỹ một tấn tăng 10 đô la Mỹ một tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1 năm 2025 là 4.513 đô la Mỹ một tấn, tăng 24 đô la Mỹ một tấn kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2025 là 4.341 đô la Mỹ một tấn, tăng 32 đô la Mỹ một tấn, và kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2025 là 4.234 đô la Mỹ một tấn, tăng 37 đô la Mỹ một tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 4 tháng 9 năm 2024 sắc đỏ chiếm ưu thế, mức giảm từ 0.40125 cent LB. Cụ thể,

giảm 0.45%, kỳ giao hàng tháng 3 năm 2025 là 29.410 đô la Mỹ một tấn tăng 0.10% và giao hàng tháng 5 năm 2025 là 292.05 USD tấn, giảm 0.34%. Giá cà phê trong nước cùng xu hướng giảm với giá Arabica thế giới trong phiên giao dịch vừa qua chủ yếu là do hoạt động bán tháo của giới đầu cơ trên sàn London. Các nhà giao dịch cho biết thị trường đã mua quá mức về mặt kỹ thuật và có thể sẽ giảm trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, thông tin xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng mạnh cũng gây sức ép lên thị trường. Theo tổ chức cà phê quốc tế ICO, trong tháng 7, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 11,29 triệu bao, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tính chung 10 tháng đầu niên vụ 2023-2024 tháng 10 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt tổng cộng 115,01 triệu bao, tăng 10,5% so với 104,05 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ 2022-2023. Trong khi đó, dự trữ cà phê Arabica đã qua phân loại chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York đã tăng thêm 7.683 bao vào ngày 30 tháng 8. Nâng tổng lượng tồn kho lên 847.873 bao. Cụ thể, gồm 98% lượng dự trữ được lưu giữ tại châu Âu với tổng cộng 832.230 bao và số còn lại 15.643 bao được lưu giữ tại Mỹ. Giá lúa gạo hôm nay ngày 4 tháng 9 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng đi ngang. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng không ghi nhận điều chỉnh so với ngày hôm qua. Ghi nhận tại thị trường lúa gạo hôm nay, giá lúa hè thu muộn neo cao, bán được giá nông dân phấn khởi. Hiện lúa vụ thu đông 2024 của nông dân tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long dù mới bước vào giai đoạn làm đồng, trổ đến chất xanh và chuẩn bị chính nhưng đã có nhiều thương lái và doanh nghiệp đặt cọc mua với mức giá tốt. Cập nhật từ tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua

8.000 đồng 1 kg và lúa nàng nhen, khô, ở mức 20.000 đồng 1 kg. Bên cạnh đó, thị trường nếp duy trì đi ngang so với ngày hôm qua. Nếp IR 4625, tươi, 7.400, 7.600 đồng 1 kg, ổn định so với ngày hôm qua. Nếp An Giang, tươi, 7.000, 7.200 đồng 1 kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Với mặt hàng phụ phẩm, Giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 6.900-9.300 đồng 1 kg. Hiện, giá tấm ong 5.451 giữ ở mức 9.200-9.300 đồng 1 kg, giá cám khô giữ ở mức 6.900-7.000 đồng 1 kg. Trên thị trường gạo, giá gạo ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện gạo nguyên liệu IR504 hè thu giữ ở mức 11.100-11.200 đồng 1 kg gạo thành phẩm IR504 giữ ở mức 13.200, 13.300 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo ghi nhận không có sự điều chỉnh với các mặt hàng gạo lẻ. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng 1 kg, gạo Jasmine 18.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng 1 kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000, 16.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 20.000. 21.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 17.500, 18.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái giá 21.000 đồng 1 kg, gạo nhật giá 22.000 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA gạo 100% tấm ở mức 452 đô la Mỹ một tấn, gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 575 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 535 đô la Mỹ một tấn. Giá giao dịch heo hơi hôm nay 4 tháng 9 vẫn duy trì ổn định, dao động trong khoảng 61.000, 67.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại miền Bắc, tại miền Bắc, giá heo hơi không có nhiều biến động giá là 63.000 đồng một kg duy trì ở lào cai và ninh bình. ngược lại ở hà nội giữ mức 67.000 đồng một kg cao nhất cả nước. các tỉnh thành còn lại giữ giá quanh mức 65.000 66.000 đồng một kg. giá heo hơi tại miền trung tây nguyên. ở miền trung và tây nguyên giá heo hơi tại thanh hóa vẫn cao nhất khu vực là 65.000 đồng một kg. Trái lại giá thấp nhất là 62.000 đồng 1 kg ở các tỉnh như Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk. Những địa phương còn lại có giá heo hơi từ 63.000, 64.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam. Ở, ở thị trường khu vực miền Nam không có sự biến động nào. Giá heo hơi ở Bà Rịa, Vũng Tàu duy trì mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng 1 kg giá heo hơi được đến cho chỉ 61.000 đồng một kg, thấp nhất cả nước. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 62.000 64 đến 64.000 đồng một kg. Giá thịt heo hôm nay 4 tháng 9 duy trì đi ngang. Theo khảo sát mới nhất, thịt ba rọi heo vẫn là sản phẩm có mức giá bán cao nhất tại Vinmart ở mức 155.920 đồng một kg. Thịt đùi heo đang có mức giá thấp nhất là 106.320 đồng một kg. Sáng ngày ngày 4 tháng 9, giá thịt heo mát daily từ trang winmart.vn tiếp tục ghi nhận sự điều chỉnh tại thời điểm khảo sát lúc 7 giờ 15 phút. Cụ thể, chân giò rút xương giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg, còn 119.120 đồng 1 kg. Hiện, các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 106.320. 155.920 đồng 1 kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart. Giá ba rọi heo vẫn là sản phẩm có giá cao nhất 155.920 đồng 1 kg. Thịt đùi heo đang có mức giá thấp nhất là 106.320 đồng 1 kg. Các sản phẩm còn lại được bán với giá dao động từ 117.520, 150.320 đồng 1 kg. Tương tự giá thịt heo vẫn duy trì đi ngang tại hệ thống thực phẩm Hà Hiền. Các sản phẩm thịt heo tại đây đang được bán với giá dao động trong khoảng 67.163.000 000 đồng một kg. Cụ thể, hai sản phẩm có giá bán cao nhất là sườn non heo và đuôi heo, lần lượt là 163.000 đồng một kg và 155.000 đồng một kg. mỡ heo vẫn giữ giá thấp nhất là 67.000 đồng một kg các sản phẩm còn lại được bán với giá dao động từ 100.000, 132.000 đồng 1 kg. Giá phân bón hôm nay 4 tháng 9, giữ đà đi ngang, giao dịch trầm lắng. Ghi nhận hôm nay cho thấy, giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đồng loạt chững lại. Trong đó, phân URE Cà Mau, Phú Mỹ được các đại lý bán ra với cùng mức giá khoảng 600.000, 620.000 đồng một bao. Giá phân bón tại khu vực miền Bắc, theo khảo sát, thị trường phân bón không ghi nhận điều chỉnh mới tại khu vực miền Bắc. Hiện, phân Kali Canada, Hà Anh có giá bán lần lượt là 570.000, 630.000 đồng một bao và 570.000, 600.000 đồng một bao. Với phân NPK16, 16, 8 Việt Nhật, Phú Mỹ có giá bán lần lượt là 800.000, 830.000 đồng một bao và 810.000, 830.000 đồng một bao. Tương tự Phân NDK 16 16 8 t Việt Nhật đang được các đại lý bán ra với mức giá cao nhất tại khu vực miền Bắc, rơi vào khoảng 870.000, 890.000 đồng một bao. Giá phân bón tại khu vực miền Trung. Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay giảm tại khu vực miền Trung đi ngang. Trong đó, phân urê Phú Mỹ giữ mức giá 560.000, 600.000 đồng một bao. Mặt khác, phân urê thương hiệu Ninh Bình đi ngang trong khoảng 550.000 590.000 đồng một bao, giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Ghi nhận hôm nay cho thấy, giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đồng loạt chững lại. Trong đó, phân u Cà Mau, Phú Mỹ được các đại lý bán ra với cùng mức giá khoảng 600.000, 620.000 đồng một bao. Bên cạnh đó, phân NDK 16, 16, 8 tiếp tục đi ngang, giao động khoảng 750.000, 850.000 đồng một bao. Giá phân bón tại khu vực Tây Nam Bộ Cũng theo ghi nhận, thị trường phân bón chứng lại tại khu vực Tây Nam Bộ. Theo đó, phân NDK 16, 16, 8 Cà Mau, Phú Mỹ có cùng mức giá khoảng 620.000, 650.000 đồng một bao. Bên cạnh đó, phân NDK 16, 16, 8 Việt Nhật có giá bạn thấp hơn, giao động từ 610.000 đồng một bao đến 640.000 đồng một bao.